11 dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chúa Trời đang trả lời các lời cầu nguyện của bạn. 1. Bạn cảm thấy sự hiện diện của Chúa Trời. Một trong những bằng chứng cho thấy Chúa Trời đang trả lời các lời cầu nguyện của bạn là nếu bạn là một tín đồ chân thành. Bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Trời trong cuộc sống của mình thông qua Chúa Thánh Thần của Ngài, làm cho bạn yên tâm rằng Chúa Trời đang ở bên bạn như Ngài đã hứa trong các câu đoạn ký Thiên Đường 33 từ 14 đến 16. Sự hiện diện của Chúa Trời trong cuộc sống của bạn sẽ đảm bảo cho bạn rằng các lời cầu nguyện của bạn đang được trả lời. 2. Thành công thiêng liêng. Một dấu hiệu khác cho thấy Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của bạn là bạn sẽ trải nghiệm được những thành công thiêng liêng đặc biệt mà bạn đã cầu nguyện trong một thời gian dài. Vì vậy, nếu bạn cầu nguyện cho một sự đột phá tài chính, hôn nhân hoặc tinh thần trong cuộc sống của bạn, hãy tự tin rằng sự cầu nguyện của bạn đang được trả lời và rằng bạn sẽ có được thành công thiêng liêng của mình. Đúng thời điểm vì chúng ta phục vụ một Chúa Trời trả lời cầu nguyện như một Phi-e-rơ 3 câu 12 nhắc nhở chúng ta. 3. Đức tin Kitô giáo của bạn được củng cố. Khi bạn nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình, đức tin của bạn sẽ trở nên mạnh hơn. Điều này có nghĩa là khi hoàn cảnh trở nên tồi tệ, bạn sẽ biết rằng Chúa Trời luôn ở bên bạn bất kể điều gì xảy ra tiếp theo. 4. Bạn cảm thấy mạnh mẽ về mặt tinh thần. Khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận tình yêu và ân điển của Chúa Trời thông qua lời cầu nguyện, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian vì chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng hơn về người Chúa qua Đức Kitô Giêsu. 5. Bạn trải nghiệm sự chữa lành thiêng liêng, chữa lành, cho dù là về mặt thể chất hay tinh thần, là một sự xác nhận khác rằng bạn sẽ nhận được như một Kitô giáo khi Chúa Trời trả lời các yêu cầu cầu nguyện của bạn cho sự chữa lành, đặc biệt là nếu bạn đang bị bệnh và muốn được chữa lành. 6. Bạn trở thành một người đã thay đổi, trở thành một người đã thay đổi và trở thành một sự sáng tạo mới trong Đức Kitô Giêsu như đã nói trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 là một bằng chứng khác rằng Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của bạn. Đặc biệt là nếu lời cầu nguyện của bạn là để được cứu rỗi và hối cải để được sự thương xót và sự tha thứ cho tội lỗi của bạn. 7. Bạn nhận được sự bình an. Nhận được sự bình an vượt qua mọi hiểu biết mà thế giới này không bao giờ hy vọng có thể cung cấp cho bạn như Chúa Giêsu đã đề cập trong Gioan 14:27 là một dấu hiệu khác rằng Ngài đã trả lời các lời cầu nguyện của bạn, đặc biệt là nếu bạn đã cầu nguyện cho sự bình an trong cuộc sống của bạn. 8. Những mong muốn của trái tim được trao cho bạn trong Kinh Thánh, trong Thánh Thiên 37:4. Nhà thơ David khuyên chúng ta phải vui thích trong Chúa nếu chúng ta muốn Chúa ban cho chúng ta những mong muốn và khao khát sâu thẳm nhất của trái tim chúng ta. Đó là những khao khát độc nhất vô nhị của từng người trên trái đất như hôn nhân, chữa lành, đột phá tài chính và 5, 9. Bạn nghe Chúa Trời nói chuyện với bạn trực tiếp. Một dấu hiệu khác cho thấy Chúa Trời đang trả lời các lời cầu nguyện của bạn sẽ là Chúa Trời nói chuyện với bạn trực tiếp thông qua lời Ngài hoặc thông qua những thấy mơ và những giấc mơ. 10. Bạn nhận được lời khuyên Chúa giáo. Một chỉ số khác cho thấy Chúa Trời đang trả lời các yêu cầu cầu nguyện của bạn, đặc biệt là đối với những vấn đề nhạy cảm của cuộc sống như lựa chọn một đối tác phù hợp để chia sẻ hoặc dành cả cuộc đời với là tư vấn Chúa giáo. 11. Chúa Trời thành lập kế hoạch của bạn. Cuối cùng, Chúa Trời thành lập kế hoạch của bạn phù hợp với ý chí và mục đích của Ngài cho cuộc đời của bạn và nhìn thấy tất cả chúng được thực hiện cũng là một bằng chứng khác rằng Chúa Trời đang trả lời các lời cầu nguyện của bạn về các kế hoạch cụ thể mà bạn muốn Chúa Trời hoàn thành và thiết lập đối với cuộc đời của bạn.